Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một vườn quất chuông. Hôm nay vườn quất chuông này mình giới thiệu đến các bạn là giá nó cũng bình dân thôi, giá 350k. Dù 50 nhé. Mời các bạn xem chi tiết của cái cây 350.000 này nó như nào. Giàn lá cũng xanh này, giàn quả cũng đều, giàn quả đều từ trên xuống dưới nhá, gọi là giàn quả là đủ quả. Số lượng chum là cũng rơi tầm hơn 500 cái nhé. Các bác nào có nhu cầu mua bán hay trao đổi gì về cái chum quất 350.000 thì em sẽ để số điện thoại ở phần mô tả cho các bác liên hệ trực tiếp với chủ vườn nhé. Giàn quả sai này các bác. Nói chung là cái giá 350.000 này để mà nói thì cũng là rẻ. Cái nô chum 50 như này, dù 50 thì là cũng hợp lý các bạn. Bác nào có nhu cầu mua bán hay trao đổi gì thì em sẽ để số điện thoại cho các bác tham khảo. Mà các bác xác định mà có mua thì nên về vườn trực tiếp xem cây thì nó hay hơn. Đấy. Quả chín có, quả xanh có nhé. Vâng, video em đến đây kết thúc nhé. Chào các bác.